thưa quý vị hôm nay minh hải miền đông đọc gửi đến quý vị một câu chuyện giữa hai vợ chồng mà người vợ đã chia sẻ lại đầy cay đắng và chua sót đối với mình trước khi vào câu chuyện này tôi mong quý vị nào đam mê chuyện tâm linh chuyện ma hãy ghé qua đăng ký ủng hộ kênh chuyện ma miền đông của tôi vừa mới mở tôi rất chân thành cảm ơn và giờ đây tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết về câu chuyện trái ngang như thế nào Trong quá trình xây nhà Chồng tôi bảo tiền đang cho bạn vay mượn Tính lãi cao không muốn rút sớm Anh nói tôi vay mượn họ hàng Hay bạn bè trả tiền vật liệu và thợ xây trước Khi nào chồng về sẽ mang tiền thanh toán sau Mấy năm nay chồng tôi đi xuất khẩu nước ngoài làm ăn được Tháng nào cũng gửi cho tôi hơn 10 triệu nuôi con Số tiền còn lại anh cất giữ trong tài khoản Bảo để khi nào tích cóp được nhiều tiền sẽ xây nhà Năm vừa rồi Chồng bắt tôi đập nhà cũ Xây nhà mới Vì anh đã có đủ tiền tin tưởng chồng có tiền tôi đã làm theo tất cả những yêu cầu của anh lúc đầu tôi dự định xây một tầng xong anh bắt xây hai tầng như một biệt thự thiếu bao nhiêu tiền chồng gửi về trong quá trình xây nhà chồng tôi bảo tiền đang cho bạn vay mượn tính lãi cao không muốn rút về sớm anh nói tôi vay mượn họ hàng hay bạn bè trả tiền vật liệu và tiền thợ xây trước khi nào chồng về sẽ mang tiền thanh toán sau, vì biết kinh tế gia đình tôi vững nên mọi người cho vay dễ dàng. Ngày hôm kia, chồng tôi về nước, năm nay anh ăn Tết ở nhà. Ngay khi biết chồng tôi về, bạn bè đã gọi điện đòi tiền, không thấy chồng đưa tiền cho vợ. Tôi nhắc khéo chồng đưa 2 tỷ để trả nợ làm nhà cho xong. Chồng vừa phân chia quà vừa nói là không có tiền làm được đồng nào gửi về cho vợ con hết rồi. Tôi nổi đoá lên hỏi chồng, không có tiền tại sao anh bắt em xây nhà to đẹp? Anh trợn mắt nhìn tôi, nói là cứ khất mọi người, rồi mỗi năm trả một ít. Tôi bảo mọi người đang giao điếc đòi nợ không ai cho chịu. Nếu không có tiền thì mang sổ đỏ đi vay tiền ngân hàng để trả nợ. Chồng gắt lên nói đất này đứng tên anh ấy. Tôi vay tiền của mọi người thì tôi có trách nhiệm trả nợ, chồng không có liên quan. Anh khẳng định lại là không có nghĩa vụ trả nợ những khoản tôi vay. Câu nói của anh làm tôi choáng váng và ngất tại chỗ. Đến khi tỉnh dậy thì có tiếng ồn ào phía ngoài phòng khách. Một bộ ghế salon rất đẹp đang được chồng tôi và hai người kê vào. Tôi kinh ngạc khi biết bộ bàn ghế trị giá đến 300 triệu đồng. Chồng đã đặt mua từ hai tháng trước Tôi tất chồng có nhiều tiền thế Sao không đưa vợ trả nợ Mà mua những thứ xa xỉ này làm gì Chồng bảo bộ ghế đó Mới tương xứng ngôi nhà của anh Còn số tiền vợ nợ nần Chồng không có quan tâm Chồng tôi chắc chắn đang có nhiều tiền Nhưng tôi không biết phải thuyết phục anh như thế nào Để trả bớt nợ giúp vợ đây Mọi người cho tôi một lời khuyên với Vâng Xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Bạn gái bị tai nạn. Tôi dừng việc mua nhà và dùng toàn bộ số tiền để cứu cô ấy. Cuối cùng kết quả nhận được lại quá nghiệt ngã. Sau nửa tháng điều trị, số tiền đã bỏ ra lên đến 1,2 tỷ đồng. Cuối cùng đã kéo bạn gái tôi từ cửa tử trở về với cuộc sống hiện tại. Ba tháng trước, trên đường đi làm vệ, Tâm, bạn gái của tôi, bất ngờ bị tai nạn. Khi tôi đến nơi thì cô ấy đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Mẹ của Tâm đang lúc trực bên ngoài. Bác nói bạn gái tôi bị tai nạn rất là nặng, cần 300 triệu đóng viện phí. Bác gái bảo trong nhà không có đồng tiền nào, cầu xin tôi ra tay cứu giúp Tâm. Tôi hứa với bác gái là sẽ cứu Tâm bằng mọi giá. Sau đó tôi đến ngân hàng rút tiền để chữa trị cho bạn gái Sau nửa tháng điều trị Số tiền tôi đã bỏ ra lên đến 1,2 tỷ đồng Cuối cùng đã kéo bạn gái từ là cựa tử trở về với cuộc sống hiện tại Bây giờ cô ấy đã khỏi bệnh hoàn toàn và đi làm trở lại Ngày hôm qua tôi bất ngờ phát hiện ra tâm đang ngồi uống cà phê với một người đàn ông Nhìn cách nói chuyện của hai người rất tình cảm không thể kèm nén được tức giận tôi đã lao đến và làm lớn chuyện lúc đầu tâm bảo giữa hai người chỉ là bạn bè nhưng người đàn ông kia lại kéo bạn gái tôi ra phía sau anh ta để bảo vệ và khẳng định là hai người đã yêu nhau được hai tuần tương lai sẽ là vợ chồng anh ta bảo tôi hãy buông bỏ tâm để cho cô ấy được sống yên ổn tôi đã dùng hết toàn bộ số tiền dự định mua nhà để cứu tâm tại sao cô ấy lại phản bội tôi Bất ngờ tâm nói là bây giờ tôi nghèo rồi Lấy nhau về sẽ phải sống trong cảnh nhà trọ tồi tàn Nên cô ấy không chịu được Lúc cô ấy sắp chết Tôi đã đứng ra lo tiền chữa trị Cứu mạng cô ấy Thế mà giờ đây bình phục trở lại Tâm hiện nguyên hình là một người con gái tham tiền Tôi bảo chia tay cũng được Nhưng phải trả lại số tiền 1,2 tỷ đồng cho tôi Tâm nhép mép cười nói là Thử hỏi thế gian này Tiền cho gái có đòi được không Ngay sau đó tôi đến gặp mẹ của Tâm Để trình bày sự việc Và bắt bác ấy trả lại tiền cho tôi Nào ngờ bác gái cũng có thái độ Và câu nói y như Tâm Tôi không có giấy tờ gì Chứng minh Mình đã đưa tiền cho mẹ của Tâm Tôi thật sự không biết làm sao Để đòi lại số tiền đó đây Vâng Thưa quý vị các bạn đọc hai câu chuyện đều đắng cay và chua xót. Câu chuyện thứ nhất, người vợ ở nhà tần tảo nghe lời chồng đã xây một ngôi nhà đến 2 tỷ đồng. Cứ mong rằng chồng sẽ về để trả nợ tại vì là chồng xuất khẩu lao động ở nước ngoài làm tiền rất là nhiều. Mà cũng vì đó mà ở nhà vợ vay bạn bè thì bạn bè nhìn vào đó bạn bè rất là tin tưởng nên cho vay đến khi chồng về rồi anh ta trở mặt nói là tiền xây nhà vợ vay thì vợ có trách nhiệm lo đây quả thật một câu chuyện tôi không thể nào mà không nóng lên được phải không quý vị và các bạn có ai như một người chồng như thế không đó xây nhà để ở chung mà nghe lời chồng cô ta ở nhà với là đi mượn để mà vay mà xây nhà vậy mà chồng về là trở mặt bắt cô ta là phải trả số tiền đó không thì cứ trả dần dần cho người ta cho bạn bè đó và câu chuyện thứ hai cũng đắng cay hơn nữa đó bán nhà đi am lấy tiền để xây nhà một tỷ hai để lo chữa trị bệnh cho người yêu rút cuộc cô ta khỏi bệnh cô ta bùng không yêu anh ta nữa đi theo người khác quả thật là vô cùng xót xa cho hai câu chuyện này tôi mong quý vị các bạn lắng nghe bình luận và chia sẻ tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại